Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục số này, sau phần tin sẽ là phóng sự người trồng hoa và cây cảnh ở huyện Văn Giang linh hoạt tiêu thụ sản phẩm trong đại dịch. Trước tiên là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa mới cập nhật. Black Friday năm nay rơi vào ngày 26 tháng 11. Nhiều cửa hàng thời trang tại Hưng Yên hưởng ứng bằng những chương trình giảm giá hấp dẫn để thu hút người tiêu dùng như Jody Khalifa, Tokyo Line. Hàng được giảm giá với các mức 20%, 30%, 50% đến 70%. Các sản phẩm được khách hàng ưa chuộng chủ yếu là mặt hàng thời trang thu đông với các loại quần áo len, váy len, áo phao, áo măng tô, có mức giá ở phân khúc từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Việc các nhãn hàng thời trang đồng loạt giảm giá nhằm kích cầu mua sắm dịp cuối năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên ngày hội Black Friday năm nay, lượng khách hàng đến mua sắm dự báo sẽ không nhiều như năm ngoái. Để hỗ trợ khách hàng, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, trong đó có chi nhánh tại Hưng Yên, đã có chính sách ưu đãi áp dụng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và người lao động nhận tiền hỗ trợ COVID từ Bảo hiểm xã hội trong dịp này. Ngân hàng này đã hỗ trợ với các hình thức cụ thể như mở tài khoản miễn phí, phát hành thẻ miễn phí cho cán bộ, nhân viên nhận tiền hỗ trợ, trợ cấp từ Bảo hiểm xã hội và mở tài khoản trực tuyến miễn phí với toàn thể khách hàng. Ngoài ra, đối với các đơn vị Bảo hiểm xã hội, thì Vietcombank miễn phí toàn bộ các giao dịch như chuyển tiền trong nước tại quầy, chuyển tiền trong nước qua Vietcombank iBanking, Vietcombank Money, thời gian áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Bộ Tài chính đang đánh giá rà soát để sửa đổi bổ sung luật giá, trong đó có bổ sung nghiên cứu một số mặt hàng đưa vào danh mục hàng hóa do nhà nước định giá. Trong giai đoạn đầu của dịch COVID-19, một số hàng hóa như chất sát khuẩn, khử khuẩn, khẩu trang, phục vụ phòng chống dịch bệnh có hiện tượng tăng giá mạnh do nguồn cung thiếu hụt. Do đó, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu đưa mặt hàng trang thiết bị vật tư y tế vào diện bình ổn giá trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế về danh mục mặt hàng trang thiết bị vật tư y tế cụ thể đưa vào bình ổn giá. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng nghiên cứu việc đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do nhà nước định giá. Thưa quý vị và các bạn, năm nay đại dịch vẫn diễn biến phức tạp khiến cho thị trường hoa cây cảnh của huyện Văn Giang bị ảnh hưởng khá nhiều. Tuy nhiên, trước những trăn trở để tiêu thụ trong đại dịch, đặc biệt là phục vụ cho thị trường Tết, người nông dân lại có những cách làm linh hoạt hơn. Thời điểm này, mọi năm, những hộ trồng quất như nhà anh Việt đã có từ 40 đến 50% số lượng cây trong vườn được thương lái đặt mua, số tiền đặt cọc cũng tương đối. Nhưng năm nay, số lượng đặt mua mới chiếm khoảng 25%. Hiểu được những tác động của dịch bệnh, nên những người nông dân nơi đây lại có hướng đi mới. Đúng, nó đã giá hạ hơn nhưng mà trong cái quất nó đẹp hơn. Và cái xu hướng nữa là xu hướng là để quả sai hơn mọi năm. Để quả sai hơn mỗi năm thì khi Tết đến nó sẽ rất là đẹp. Cái hàng độc lạ thì năm nay chúng tôi thiết kế một số các cái bể. Ở trên thì là cây già, gốc già đẹp. Ở dưới có các cái tiểu cảnh. Và tiểu cảnh phối cùng với cây. Năng động tìm những hướng đi mới trong đại dịch, người trồng hoa ở xã Xuân Quan đã chủ động hơn nhiều trong việc tiếp cận với bạn hàng qua các kênh bán hàng trực tuyến, kết nối các hội nhóm online để bán hàng. Em và gia đình cũng đã đăng những cái bài về hoa của vườn mình làm, đăng lên trên mạng xã hội này, rồi là quảng bá trên các trang nhóm hoa cây cảnh đấy. Sau đó khi mình có được lượng hàng ổn định rồi thì sau mình đã xin những cái giấy tờ đi đường cần thiết để mình gọi là cung cấp hoa ra các đường lớn để cho các xe tải chạy Bắc Nam. Trong cái mùa dịch này thì giao dịch mà trực tiếp thì rất ít. Nhưng mà chúng tôi sẽ tìm những cái cách để giao dịch về như trên điện thoại hoặc là chụp ảnh Zalo, Facebook để khách hàng giao dịch trên điện thoại, khách hàng thanh toán trên những tài khoản cá nhân. Đặc biệt, việc tạo dựng thương hiệu uy tín trong những năm qua khiến cho khách hàng đặt niềm tin rất lớn với các sản phẩm hoa của địa phương, nên chỉ cần có sự mở cửa là việc tiêu thụ khá dễ dàng. Chúng tôi thì cũng tuyên truyền vận động người dân làm sao là khi các khách đến mua tiêu thụ các sản phẩm phải đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch, và đặc biệt trên địa bàn làm tốt cái phòng chống dịch đó thì địa bàn ổn định thì các khách người ta an toàn đến với Xuân Quan và tiêu thụ sản phẩm. Hiện tại ở các nhà vườn hoa Xuân Quan ngày nào cũng tấp nập xe các nơi đến mua hàng vận chuyển đến nhiều tỉnh thành trong cả nước. Theo người dân, nhiều loại hoa đã hết hàng để bán. Đại dịch dẫu có khó khăn thì vẫn có những tín hiệu tích cực xuất phát từ sự năng động, linh hoạt của chính người nông dân khi họ sản xuất với tư duy mới, có sự hỗ trợ của khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm đồng hành của các ngân hàng tại chi nhánh Hưng Yên, Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại.